Trời, trời sinh một cặp rồi, chết rồi. Thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ. Mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói đi. Thích hết luôn rồi sao? Thích hết luôn rồi sao? Nhìn mới nói. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thế nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, tôi chết rồi. Wow, dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Trời, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn. 20 tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin, sôi nổi, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút chút. Rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút chút. Cái gì cũng biết chút chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính chứ không tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có hai mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi, vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê, nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á, có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi, cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng 10-20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao? Còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Đó, trời ơi hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thiệt luôn á. Trời, đàn trai ngon lành à. Bên đây đẹp gái cũng hết. Dạ. Ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Ôi đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời, trời sinh một cặp rồi. Dạ. Chết rồi, thấy chưa. Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cháu vàng chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Con người bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không? Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước, đâu không có nhất phải tính toán là... trước một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Không? Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số á, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích chứng thành. Xuống hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa.
tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Để coi rồi. Coi có miếng gì không. Này Trấn nước, Trấn nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính đó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không? Con sao con? Dạ không ạ, con... Có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. À, thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình đó, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Sao vậy? Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt luôn trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây làm sao nè. Cao, mối mà rung quá sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Không được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi chứ người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương. Thấy thì cũng hiền. Nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài. Cứ tìm hiểu rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước, điện nước ha. Là thấy là có ý chí, có ý chí và có nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Dân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nên quyết định đăng ký và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền. Nói chung là cũng ít nói. Khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp. Chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi. Chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó. Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ với cậu với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này như thế cũng được. Do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cứ luôn. Trời ơi, đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại ha đàn gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo nào Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó.
có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh cảm ơn quà ông tặng. Em cũng cảm ơn quà tặng anh ạ. Em cảm ơn. Hai đứa đứng sát sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á, thiệt tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở Hiền Gặp Lành đó Long, dạ. Cầu được ước thấy. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm, em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. Chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. Anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ em cũng có bốn câu thơ về quan điểm tình yêu của em, đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi, mình nên thật lòng với nhau ngay từ những lần đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng là đứng dạ. Đứng con cho có cục hơi đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hả? À. Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi. Vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Em không biết được. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Tiếp thật ra ngồi ngồi vô luôn. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen à. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Vậy chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ, chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng dạ. Không? Thích trai gái gì rồi nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ, em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì đúng ờ hết trơn. Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám yeah. Cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chắc, chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà, nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn cách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là ở chỉ rể. Có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, nhà mình nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ nghĩa là làm rể đó, gì ở rể con chịu. Dạ dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được, tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó
nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân á, thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn trai đi. Đúng rồi con. Dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay xuống bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3, hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi. Thật sự mà nói thì Quỳ Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, ta gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi. Gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nó nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng rồi. Hôm nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trộn nắm tay không hề, nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không rời luôn, nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng tụi con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có niềm vui đầu tiên thưa quý vị, một cặp đôi rất là đẹp. Và cầu chúc hạnh phúc, bình an và thành công sẽ đến với những đôi trẻ như thế. Không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, dạ, không gia trưởng, dạ, biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. Ha. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm. 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sánh được. Dạ. Chứ có em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Ba mẹ thì mất rồi đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ, có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á, anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tàu hũ là xong, anh không quan trọng về miếng ăn. Xin mời nhà gái. Bây giờ là sự xuất hiện của nhà trai, xin mời. Tiếng kèn nó già diết ha. Này hơi khớp bị vấp. Nồng nàng bị vấp, đúng không? Bị vấp nốt. Không sao, chúc mình thổi lại. Ở nhà thì nhuyễn lắm. Dạ. Mà lên đây thì bị vấp quá. Xin chào anh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Vân vẫn đẹp như xưa. Dạ. Xin chào người đẹp kế bên. Và xin chào quý vị. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Nguyễn Văn Đại. Dạ. Năm nay 57 mùa xuân. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp thì làm bảo vệ. Nhưng bảo vệ mà thổi kèn nồng nàn quá nha. Thì mình thích chơi văn nghệ. Trời ơi anh ơi, nghe tiếng kèn của anh là phải chạy qua đây là ngó mặt nhà trai trước. Hôm nay bị vấp rồi. Vấp nhưng mà vẫn nồng nàn say đắm. Bên đây nhà gái là thổn thức nè. Sao nè, bây giờ cô gái bên đây giới thiệu về mình đi. Xin chào hai MC. Rồi. Xin chào khán giả. Chào em. Em tên Phan Thị Mỹ Tiên, 43 tuổi. Ở quê ở Cà Mau. Mua bán ở Cà Mau luôn. Em dạ em bán gấu bông. Bán gấu trời bông ơi nai quá nai vậy đó hả? Bây giờ em nói cho anh Đại anh nghe cái cảm xúc của em khi mà em nghe cái tiếng kèn coi. Nghe cũng vui. Kèn nó nồng nàn nồng quá, quá không? Người đẹp cái bên nghe thì tiếng kèn thì khi không quen. Dạ. Thôi giờ mình em hát đi. Ủa, hát trả lời. Rồi, hát luôn. Lấy hát là cái nốt nhạc bây giờ hát lời. Dạ, hát luôn. Hát luôn. Hai ba. Bây giờ
tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời, mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Hơi sức. Nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em biết nấu ăn, mua bán giỏi. Điểm yếu thì hơi quên. Nhưng mà cái cửa hàng mình ngon lành không? Có dạ. Khá thu nhập ngon lành không? Dạ ngon. Cái chợ đêm á. Chợ đêm đúng chợ không? Đêm, dạ. Rồi ngon rồi, vậy là quá ngon rồi. Còn anh? Điểm điểm mạnh của em á là không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, dạ. Không gia trưởng, dạ. Biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. À. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm, biết lắng nghe. Dạ đúng rồi. Nên không thể nào mình đưa cái mình ý kiến mình ra được. Có gia đình hay như thế nào chưa? À, về gia đình thì mới ly hôn. Mới đình thì 16 năm rồi. Mà lý do mình... Lý do là dầm cái về tiền bạc, sống không trung thực. Không. Anh có mấy người con rồi? Một đứa con thôi, lớn 16 tuổi. Trai gái anh? Trai. Rồi, bên đây nè, mình nè. Mình nói về mối tình của mình coi nè. Em có một lần đò, không có con. Mình sống bao lâu thì mình chia tay? Dạ 8 năm. 8 năm lý do? Lý do nhậu quá. Rồi là chủ động, em chủ động chia tay luôn. Dạ. Bây giờ nè, anh đi muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái người đó phải ra sao? Bây giờ mình cần cái người là cái tính tình là hòa đồng, tế nhị. Dạ. Và sống chân thật. Nên thôi yêu cầu như đó thôi. Dạ. Đơn giản như thế con đàn gái. À, em muốn cái người tình của em là người chồng của em là biết lo gia đình, lo cuộc sống, không có cuộc sống ổn định. Em cũng không có gia trưởng. Dạ không thích nhậu. Không thích nhậu ngán rồi đúng không? Không có luôn, anh cũng không có luôn. Không, có chứ. Một hai lon thôi. À, mà giờ này bỏ lâu quá rồi. Tại vì đúng rồi, nói là nhậu thì cũng có bạn hiền. Bây giờ mình cái sự mình xảy ra mình buồn á. Mà cái tính của anh hay nè, bản lãnh này nè. Bây giờ em đang nhậu 5 lon kêu uống lon. Không lệ thuộc, bản lãnh lắm. Giờ hút thuốc kêu hút thuốc là hút thuốc. Em hơn người ta là chỗ đó. Hơn người ta là chỗ bản lãnh đó. Tại vì mình mê hát lắm. À. Thầy nói chứ muốn hát hay là không hút thuốc thì bỏ liền, bỏ cái là xong luôn. Cứ sợ là hậu hút vô hát không hay, thế là bỏ thuốc tới giờ luôn. À, vậy là được rồi. Anh ơi, nhưng mà bây giờ á, nếu mà lấy vợ nữa thì anh có muốn có con không? Cũng tùy thuộc thôi, phụ nữ chứ. Không có, phụ nữ đàn ông. Tại vì người ta nói là ông lớn tuổi, giờ có 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sẵn được. Dạ, chứ cỡ em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Nếu có thì cũng được. Cái tuổi của em vẫn còn xanh bình thường. Dạ. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Lời đầu tiên cho em xin nói là em chào Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào nhà trai. Rồi như giờ em thì cũng vậy, nhưng nghe nói thì nãy giờ em cũng được, không sao hết. Như giờ anh chị sẽ chọn bấm nút cho là được, hai người được sống nhau là được rồi. Rồi đơn giản vậy ha. Cảm ơn em trai. Còn anh đi với ai? Mình đi của mình thôi. Rồi được rồi. Ủa? Mở rào đi. Mở rào. Nhiệm vụ của anh đó nha anh trai. Nhiệm vụ của anh đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Hộp quà. Dạ em có cái tiền. Dạ cảm ơn em. Em biết sao mà trên đường đi đó, anh cứ suy nghĩ về em á, chạy hoài riết có quên tầm tiệm mua ông luôn. Ở nhà này nhớ bông bánh thì mua hên quá, mua hôm qua có hộp thì mua hôm qua. Cái đi đường cái nhớ kiếm bông hồi cái nghĩ tới em, hồi cái hồi chạy tới đây luôn, quên luôn ha. Lúc mà gửi xe đó chết cham, thấy ta có bông mình nó không có bông. Nhưng mà trong đây là gì? Trong này là gì anh? Kiếm bông em bà thiệt rồi. Hộp bánh chocolate. Anh thì chị hát đi, giao lưu cho nó vui vui nào. Dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn ngày,
dù sao đi nữa, anh vẫn yêu thương em. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu thương em. Thôi chị hát bài hết quá, hết quá. Sao nhà hát hay ghê mà sao đi hát dở quá. Ở nhà hát ngọt lắm. Nên nó rung được mà. Được. Hát tặng anh đi. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, biển xanh bao la, cánh đồng muối trắng. Gì quên à? Hay. Hay mà giọng này hay à nghe. Hay giọng hay. Đúng rồi. Em thích hát hả? Mốt về anh giờ cho thì anh học nhạc không biết mà. Đó. Sao giờ nếu nói với em mới xuống Cà Mau á thì anh cũng xuống được, thì anh có người bạn ở dưới, người thân quen ở dưới Cần Thơ đó. Một tháng anh xuống được mấy lần? Một tháng á. Bây giờ mình nói một tháng mấy lần á thì cũng khó nói, vì đi làm anh giờ anh làm công tác bảo vệ đó, ngày làm ngày nghỉ, ngày làm ngày nghỉ. Mà nếu mà nghỉ một ngày là phải làm 3 ngày. Vậy hơi bị khó ha. Hơi bị khó. Còn tháng hè, tháng Tết là được phép. Mà cái khu của em ở có phức tạp không? Không. Ngay chợ trung tâm là anh trung... Em có thích võ thuật không? Thích võ thuật để bảo vệ mình không? Anh là người dạy võ đó. Em gửi hồ sơ cho tổ chức được mà. Ừ. Tháo gỡ nhẹ nhàng, bất cứ ai mà đụng chạm tới mình là văng ra hết. Nói có sách bắt có chứng thử luôn. Thử giờ thử với dạ dạ đúng rồi. Không ai mà thử với đây. Tên gì? Quên tên. Nhớ tên gì? Anh làm vài được. Tên gì quên rồi biết đó. Tên gì quên rồi, chết cha mới quên tên rồi. Đó em tên gì anh quên tên. Em tên Tiên. Tiên hả? Anh tên gì em cũng quên luôn rồi. Quên rồi. Không sao. Anh nói tên anh đi, anh nói tên anh đi. Anh tên Đại. Em đứng lên đi. Sao buổi giờ phức tạp. Nhiều khi chặn đường xin tiền này cái. Ví dụ người ta nắm tay. Đó em mở anh sao? Giờ đó anh nắm em mở anh sao? Không thể nào được. Nên dậy xuống người ta cũng đi theo vậy xuống. Chắc không biết đâu hả? Dạ. Suy nghĩ xíu đi. Không suy nghĩ giải thích luôn đi. Giải thích luôn đi. Làm luôn, chỉ luôn. Rất đơn giản thôi. Mình phải nhu nhẹ nhàng. Mình nắm. Nếu mình gồng á, ví dụ mình nắm đi, nắm chắc cho đi. Mình gồng đó là mình tựa là điểm tựa cho người ta rồi. Thành cái cây chúng ta cựa rồi. Anh như em ha, em gồng thành cái cây mới anh thả lỏng. Thì đâu còn cái gì đâu. Đó là thôi. Còn mình tháo mở nè. Nắm tay nè. Nắm chắc cho. Chỉ cần như là xoay nè. Xoay vô nè. À đó xoay, thử xoay coi. Anh thấy không? Thấy khác liền không? Đó. Dạ, còn nếu thôi. Mà trường hợp nữa, nắm áo, nhưng sao mình gỡ? Rất đơn giản thôi. Để em nắm. Đó mình bước ngang qua đây. Bình thường đó, vậy là thế mà đấu sức. Lấy cái tay này để đây nè. Để thẳng ra là thôi, đứng được tại chỗ không cách nào tới đó. Là la lên là cứu là đứng chỗ là địch thủ là đứng một chỗ đây này nè. Dạ. Thôi mai mốt vậy chi anh về anh bảo vệ bả luôn đi. Thì nói về con cái thì không phải là mình không muốn có, nhưng mà mình cứ để cái kinh tế cái đã. Kinh tế là chứ cái chính trước, không có nhiều phải có ít. Không có là không được. Còn mà phần mà thăm hỏi thì chắc là anh phải xuống em rồi. Tại vừa rồi anh cũng đi xuống Cần Thơ chơi, xuống Cờ Đỏ chơi. Đó. Anh đi xe bằng xe Honda chứ anh không có xe hơi. Nha. Yeah. Yeah. Ủa, chị gái có muốn lên thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu lấy nhau mà lên chẳng có công việc làm thì cũng được. Mà giờ em ở dưới em cũng làm nữa. Cũng mua bán nữa. Trên đây em biết là em làm gì giờ? Đúng rồi, em có nghề buôn bán. Tại chỗ đó quen thì em cứ buôn bán đi đó thôi. Không sao, có chuyện ở sao. Bây giờ anh thì bây giờ anh em thì có 2-3 người thôi. Ba mẹ thì mất rồi. Đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ. Có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á. Anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tổ hũ là xong. Anh không quan trọng về miếng ăn. Cái quan trọng là sống thật với nhau. Lương tháng mình anh đi, được nhiều rồi. Lương như nước anh bây giờ nó em có lương có 7-8 triệu à. Nếu mà cưới nhau thì ở đâu cũng được hay sao? Thì ở đâu cũng được thôi. Anh lên Sài Gòn được không? Sài Gòn được thì ở với anh ở cái nhà anh ở Sài Gòn. Rồi bây giờ là anh chị đến đứng nắm tay nhau đi, truyền cảm xúc với nhau đó. Coi hai người nói thẳng là có nên cho nhau cơ hội đúng hay không rồi. À, thì anh thấy anh sao thấy em sao thì em biết ấy. Anh thì rất đơn giản thôi, nếu mà em muốn cho cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu thêm nữa thôi. Em hỏi là sau này anh có bảo bọc được cho em không? Bảo bọc thì giờ sống thì mình có gì anh ấy thôi, khả năng của anh có như đó thôi. Nếu mà ví dụ như em muốn ăn thịt cá thì nhường thịt em ăn, anh em ăn chay. Anh nói rồi mà, anh không quan trọng về ăn uống. Tiền bạc đó thiệt á cũng không quan trọng. Em biết quan trọng là gì không? Quan trọng là sức khỏe đó. Đúng rồi, sức khỏe. Vậy mình tập hoài, lúc nào đi hít mấy năm nay thật ra mình tập anh hít đất á hả? Có vô phòng gym mấy người ông kia nó ô ông tập ghê gớm này, ông làm gì tập bự vậy đấy. Tôi hít ghế không à, lấy hai ghế bụ á hít không á. Đâu anh hít cái cho tiên nó hết hồn đi anh. Hít hả? Tôi chừng tăng xong anh ơi. Trời ơi ngon lành rồi anh, được rồi anh.
Thế quá đẹp luôn. Thôi. Còn nếu mà không không mất cỡ anh mở coi con ngực anh. Hết. Thôi được rồi anh, được rồi. Bà cũng báo em luôn là vừa rồi mình tập á, gan như mỡ hay gì đó, hết rồi. Không có đường huyết gì hết. Có muốn hỏi gì anh không? Như thế. Và nói em nghe nè, nếu ví dụ mà em mà đồng ý sống chung với anh á, không để em buồn. Anh là người biết sống. Giờ Tiên nói cái cảm nhận của Tiên về ảnh coi sao nè. Không biết nói gì giờ. Thôi giờ mình có duyên thì bấm, không có duyên thì cũng làm bạn. Vậy là hiểu rồi đó, là bấm được rồi đó. Để tao rút bấm đi anh chị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, bấm một lượt luôn mới ghê chứ. Bấm mà bấm đồng điệu luôn á. Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình hẹn hò có duyên đó. Á anh, có duyên á. Được không? Đâu, hai người hôn nhau cái cũng lớn rồi. Chứ là em trai hả? Dạ đúng rồi. Ủa, xin phép. Đó thì xin phép chứ. Xin phép em trai. Rồi, xin phép em hôn ha. Rồi. Nhá. Rồi. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh chị. Tạm biệt khán giả. Mình được tình duyên sao nè Long? Mới tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Nó quen người năm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi, anh thích đi chơi buổi tối. Ừ, được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên là cho em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Trần Long, em sinh năm 93. Và hiện tại thì em đang làm cho một công ty digital marketing. Dạ. Thấy phong cách nghệ sĩ quá ha. Dạ không, giả đầu lắm. Mình làm ở đâu? Ở tại quận Gò Vấp. Mà quê mình ở đâu Long? Dạ, em gốc là người Đà Nẵng. Gốc Đà Nẵng, hiện nay sinh sống thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở mình. Ở trọn mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi mời nhà gái. Dạ em chào chú Nguyễn Linh, chào chị. Con tên là Phạm Thị Mỹ Khanh. Con sinh năm 1999 ạ. Mỹ Khanh. Dạ. Mỹ Khanh sinh năm 99. Làm gì Mỹ Khanh? Dạ con là nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Long? Em sẽ là một người có thể chia sẻ được. Người chia sẻ. Cũng có thể là một người hướng dẫn được. Tính em nó hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều khi thì sẽ hơi vô tâm một chút. Hơi vô tâm chút xíu. Tại vì em là một người kiểu bình thường không sao, nhưng mà khi mà em có công việc vô thì em sẽ bị tập trung vô nó rất là nhiều và em phải hoàn thiện nó. Nhưng mà đôi khi á, cái vô tâm đó là cái điều nó nguy hiểm vô cùng tận luôn. Nếu chúng ta quen với ai đó, chúng ta vô tâm với họ thì đó là một điều cực kỳ xấu và hậu quả nó sẽ có liền luôn. Bởi phụ nữ họ rất ghét những người vô tâm. Thành ra nhớ khắc phục cái đó nha, bây giờ nó nhỏ thôi. Nhưng biết đâu mình quen cái từ từ nó lớn lên. Dạ không, giờ khắc phục rồi. Khắc phục rồi đúng không? Dạ. Rồi, quá tốt. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em là tỉ mỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Bên kia vô tâm, bên đây biết quan tâm, có thể bù trừ được cho nhau. Điểm yếu của em là hơi nhát với sợ. Có sợ chị không? Chị ôm gái cho hết sợ nè. Dạ không. Đừng có rung nha. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có một à. Quen bao lâu? Dạ em quen hồi năm em năm nhất. Em tìm hiểu được một tháng. Giờ thấy không hợp, chia tay. Dạ tại vì bạn nam vô tâm với em. Vô tâm với em. Trời ơi, cảm giác như bên kia bị trúng tim đen. Bên đây người ta chia tay mối tình đầu là vì bạn trai vô tâm đó. Bây giờ nhà trai tính sao? Ta sửa rồi mà cứ nhắc hoài luôn bà mối này. Chào em. Ta đó. Bây giờ bên đây bên kia có mối tình đúng không? Có một mối một mà chia một tháng. Mà vô tâm, quen nhau một tháng. Đó. Quá là lâu luôn.
Mình được tình duyên sao nè Long? Mối tình tính tuần tháng hay năm anh? Em muốn tính sao tính? Thôi tính bằng năm đi. Dạ, năm thì... Nếu ít quá tính tuần, còn nếu dài quá tính năm. Tính năm thì 3, tính tuần thì 30. Chưa hiểu lắm nha. Người quen người năm. Ý là nếu mà mối tình mà tính bằng năm á thì là em quen được một người trên một năm thì em tính là một mối tình. À. Dạ, còn mà tính tháng với tuần thì nhiều quá. Trời ơi. Tại vì anh này bay bướm lắm nè. Dạ không không, để em nói đã. Tại vì em làm nghệ thuật trên đây là nó sẽ có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bây giờ tổng kết em có khoảng bao nhiêu mối tình nè? Dạ thì 3 đi. Vậy được rồi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất không? Dạ đó thì là cái mối tình khiến em thay đổi á. Mối tình mà khiến mình thay đổi mới là cái mối tình mà khiến cho mình nhớ nhất chứ không phải là mối tình đầu. Ừ, là mối tình thứ 3 đó hả? Là mối tình đầu tiên của em, là em yêu người đó đầu tiên thật sự. Anh để nói chuyện khó hiểu quá. Rối quá. Mối tình làm mình thay đổi là mối tình đầu tiên. Không phải là mối tình đầu tiên mà là cái người mà khiến mối tình mà khiến cho mình thay đổi mới là cái mối tình chính. Mà mình hỏi thì ổng kêu là cái người yêu đầu tiên. Không, à, em nói không phải, em nói là không phải là cái người đầu tiên à. Mà là cái người khiến cho mình thay đổi á. À, vậy cái người mà khiến em thay đổi đó là dạ. Cái mối tình sâu đậm nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mình chia tay, biết không? Dạ thì có lẽ tại vì em vô tâm đó. Hồi đó thật sự thì nó thì do cái công việc của em nó chiếm dụng thời gian nhiều và ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Ừ. Thì mãi sau này khi mà em nhận được cái lỗi sai của mình, em muốn sửa đổi thì bạn đã có một người khác tốt hơn bên cạnh. Thì em cũng khá là buồn. Ừ. Và từ đó thì em cũng nhận ra cái việc quan tâm một người nó sẽ quan trọng lắm. Rồi, biết nhận ra cái sai của mình là tốt. Anh thăm nhà gái coi tình hình nhà gái sao đây. Mối tình trời một tháng. Trời ơi, sao mà nó non choẹt chút xíu vậy trời. Đường tình nó cũng gọi là trắc trở quá hả? Quen tháng luôn đó hả? Bây giờ trong mộng chàng hoàng tử của mình ra sao? Giống chú Lý Hải là được. Giống chú Lý Hải hả? Dạ. Y chang chú Hải hát hay hay là có nhiều con, 4 con? Dạ không. Hay là con phải nói cụ thể. Giống chú Lý Hải có nhiều thứ giống lắm con. Dạ, có tinh thần cầu tiến. Tinh thần cầu tiến? Dạ. Ừ. Biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bản thân. À, đó. Biết rồi, bây giờ người ta biết rồi đó. Người ta biết rồi đó. Chú Lý Hải là cũng nghệ sĩ, bên đó cũng nghệ sĩ lắm. Ừ. Dạ. Bên đó còn nghệ sĩ hơn Lý Hải. Đúng, anh Lý Hải bây giờ mặc đồ nhiều khi cũng không bằng nữa. Ừ. Chừng nào lấy chồng được? Khoảng bao lâu? Dạ 2 đến 3 năm nữa. 99 là 2? 23. 23 rồi, còn khoảng 26 lấy chồng được đúng không? Dạ. Cũng đẹp rồi, tuổi đó là rồi. Đẹp. Rồi, bây giờ là con đi với ai nè? Dạ con đi một mình. Một mình, được rồi. Có chị Ngọc Lan lo. Bên đây đi với ai? Dạ em đi, hôm nay em đi với sếp của công ty em. Có sếp luôn ha? Trời ơi, sếp luôn, rồi, sếp đâu rồi sếp vậy? Em xin chào chú Quỳnh Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Xin dạ. Chào mọi người trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuy là sếp chứ khi mà hết công việc này nọ kia thì cũng là giống như bạn bè. Theo em thấy thì Long là một cái người làm việc rất là nhiệt tình trong công việc thời xưa. Ngoài ra thì có nhiều cái tài năng. Còn thấy bạn nữ bên này khá là xinh với lại hiền. Thì mong cho hai bạn sau cái chương trình này sẽ tiến đi được xa hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thôi mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Một màn ra mắt ấn tượng luôn. Mình có món quà muốn tặng cho bạn. Xịn dạ. Thôi mình mở ra xem luôn các bạn. Yeah, mình đang ở một mình mà mình sẽ rất là muốn có món quà này ở trong tủ đồ của mình. Wow. Con đó. Sau hai mươi mấy, gần 30 năm mới gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau thế nào?
Thì anh rất là vui tại vì hôm nay có thể đến tham gia chương trình gặp được em. Thì anh đến chương trình thì chút đầu tiên, cái suy nghĩ của anh đầu tiên á là anh muốn xem tự anh còn cảm giác tương lai hay không. Tại vì lâu lắm rồi thì cái việc anh tìm kiếm một người sau cái chuyện tình anh làm anh thay đổi bản thân á, thì mãi đến giờ anh vẫn không kiếm được cái người con gái có thể giống như người đó. Có nhiều bạn trai FA bây giờ cẩn thận nha, có khi sau này bạn sẽ kiếm được người con trai của cuộc đời mình á. Hả? Chứ không còn là con gái nữa. Em FA đến độ mà kiểu bị bạn hỏi thôi mày còn thích con gái không, mày thích con trai rồi. Ế lâu quá thay đổi giới tính á. Em gái. Thế là nãy mình thấy một cái màn ra mắt của bạn trai, cảm nhận thế nào nói đi. Em thấy vui tươi sinh động, rất là thích. Rất thích à. Anh thấy em như thế nào? Anh sẽ thích những người con gái mà người ta có một chút mạnh mẽ. Tại vì thật sự mà nói thì con gái thời nay nó khác hồi xưa rồi. Dạ, tại lên đây em hơi nhát. Sợ. Anh hiểu. Em có suy nghĩ gì về anh không? Thì em cứ nói ra thôi. Dạ, em thích người cá tính như anh. Mình sẽ bù trừ nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ thế nào nếu với một người con trai có tính nghệ thuật và đã trải qua chuyện tình hơi nhiều nha? Nghệ thuật thì em cũng thích nghệ thuật. Còn chuyện mối tình thì mình không hợp thì tìm đối tượng khác. Nhưng anh đồng ý vấn đề đó. Anh muốn trở thành một người đàn ông con trai hiểu chuyện hơn. Là cái người kiểu cầm cái chui. Mà anh muốn sao là anh sẽ cầm cái lưỡi. Và người con gái của anh đó sẽ là người cầm cái chui. Người ta có thể không đa tài bằng anh, nhưng người ta giỏi một cái mảng khác. Và người ta có thể lo được cho cuộc sống. Thì anh sẵn sàng lui về đằng sau, làm một người trợ giúp cho người đó. Dạ. Bạn tính về chuyện hẹn hò đi. Em đang ở quận 7 đúng không? Dạ em ở quận 8 mà làm ở quận 7. À. Không, thật ra thì cũng như nhau, tại vì anh ở Gò Vấp lận. Ở quận 7, quận 8 dạ. Gò Vấp. Với lại là tại vì công việc của em thì hiện tại giờ em đang làm hành chính, cho nên là chắc là em chỉ rảnh buổi tối thôi. Dạ. Thì cái việc hẹn hò thì trước giờ em không phải là người chủ động. Trước giờ thì đa phần là các người bạn gái của em sẽ là người chủ động mà nhắn cho em. Cô gái này rất nhút nhát, không biết gì cả. Rồi bây giờ làm sao cô ấy chủ động được? Oh no. Thì thôi em chủ động chứ sao chứ. Ok. Khó quá mình tự xử thôi. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ em tới em chủ động nắm tay cô ấy đi. Dạ thôi anh. Mình không chủ động kiểu sổ sàng được. Em nắm tay sau chương trình được đi. Ủa cái này đâu có gì đâu sổ sàng. Nắm tay cô gái ấy để em cảm nhận được nó rõ hơn. À dạ dạ. Cái cảm xúc của mình. Dạ, vậy thì em sẽ tới nhưng mà em muốn người bạn gái nắm tay em. Chứ không phải là em nắm tay người bạn. Lý do? Tại vì em muốn cô ấy cảm nhận em. Nếu như bạn ấy nắm tay em mà trong tim bạn ấy đập thì là bạn ấy sẽ có... Cô ấy sẽ không dám nắm tay em đâu. Em dám không? Dạ. Ôi, chị sai rồi. Trời ơi. Tôi hơi bị lo quá xa. Tay lạnh không? Lạnh. Thì bởi tim đập không? Tim đập không? Anh cũng có cảm thấy một chút gì đó nó rung động. Chưa lớn nhưng là sẽ có. Nói chuyện với bạn đi chứ, nói với chị chi. Chị đâu có. Tay anh hơi lạnh, cũng rung giống em. Thì tự ấm. Thôi chương trình này mình có thể đi chơi. Em thích đi chơi buổi tối. Được. Chơi dạo Sài Gòn. Anh cũng thích đi dạo Sài Gòn. Thuyết phục bạn ấy như thế nào đi? Tại vì bạn ấy rất khác em đó nha. Bạn ấy rất nhút nhát. Vâng, em cũng có cảm giác đó. Nhưng mà bạn ấy không chủ động được bất cứ điều gì hết. Nếu như em là một người con gái thiếu người bảo vệ, ok thì anh sẽ là người đó. Nhưng mà em có giỏi tính toán không? Dạ không. Em không giỏi tính toán à? Anh cũng không giỏi tính toán. Anh giỏi tính chuyện hai đứa. Rồi, hai bạn về chỗ. Dạ. Rồi, hai đứa để tay vô nút bấm đi. Hai bạn sẽ có những cái giây phút suy nghĩ thật là kỹ. Nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi. Và cái quyết định này là một cái quyết định thật sự và có trách nhiệm và nghiêm túc với cái quyết định đó, chứ không phải là bấm nút cho vui. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Chị Lan sẽ đếm đến 3. 1 2 3. Hết thời gian.
Em không bấm. Lý do? Đầu tiên là em xin lỗi bạn nữ, xin lỗi anh chị. Thì bản thân em thì em muốn trở thành một người đàn ông hiểu chuyện, thì tức là sẽ là phải là một người mà làm tốt được những gì bản thân của mình. Thì em muốn có một cái mối quan hệ tình bạn hơn. Và lúc này em không, em vẫn muốn có mối quan hệ tình bạn với bạn nhé. Và em vẫn có thể tiến ra sau chương trình này chẳng hạn. Còn bây giờ hiện tại mà để mà em đi liền với bạn á, thì em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Chị cũng cảm nhận được là em sẽ chưa có một cái cảm giác để mà có thể đi lâu dài với bạn này. Thật ra anh rất thương bé. Bé không hợp với lại không bạn hợp. Trai đâu. Đúng rồi. Anh định khuyên bé không bấm rồi, nhưng thấy sự nhiệt tình của bạn trai nhiều quá. Chính là những người đàn ông hay màu mè làm thể hiện cho người phụ nữ hiểu lầm người ta. Rồi cuối cùng mình quay xe tội cho người ta. Làm nghệ thuật mà bạn ấy kinh nghiệm rất là nhiều, bay bổng, thăng hoa, thậm chí là cảm xúc rất là nhiều. Đôi khi có những người khác người ta hiểu lầm, mình cố gắng đừng để cho người khác hiểu lầm mình rồi tội nghiệp người ta ha. Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Mỗi đứa sẽ có một quyết định riêng, chúng ta trân trọng điều đó. Giá như hồi nãy mình đừng có thể hiện những cái gì đúng, để cho... Giá như lúc mà chị hỏi là vậy thì nó bên đây hơn. Bên đây rất là không có giống với em, thì giá như là em rõ ràng hơn cái việc đó một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi nãy anh đã thấy điều đó, thành ra anh ngồi luôn rồi. Người ta tổn thương mà tổn thêm một trái tim á thì nó tổn thương hơi lâu chút xíu. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ là không á, tại vì thật sự tuy là em không bấm nhưng mà đúng là nãy chị Lan hỏi em có chút rung động bạn không thì em vẫn nói là có mà. Đó thì em nói ngay từ lúc đầu, em nói có rung động thì cô gái mới hiểu lầm. Em muốn mọi việc nó sẽ phải đi từ từ và để cho em và bé có thời gian tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mình không hiểu bạn mà bạn cũng không hiểu ý của mình. Một người như em ở cái xã hội bây giờ rất là hiếm có. Và chị tin là ở thời gian sắp tới em sẽ có được một cái bờ vai để em có thể nương tựa, để em có thể hỏi về cái cách yêu nó như thế nào. Họ sẽ có đủ thời gian, đủ tình yêu để họ dạy em những cái chuyện đó. Bé cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, gọi là trao dồi thêm nhiều cái kỹ năng nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống ha. Đúng rồi. Nhiều bão tố phong ba lắm, hãy rèn luyện cho mình một kỹ năng mạnh mẽ chút xíu nữa nha. Rồi thôi, nói chung là đừng lo nha. Dạ. Anh có thể ôm cá không? Anh có ngại gì đó không? Em ngại ha. Có thành đôi không thành đôi không quan trọng đó, quan trọng là hai đứa mình sẽ hiểu được nhau và sẽ làm bạn với nhau được. Dạ. Rồi thôi, đây là những món quà dành tặng cho các bạn đây. Và giữ lấy món quà của người bạn mình đã gửi tặng cho mình trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều khát vọng, rất nhiều cái điều để hướng tới một mục đích nào đó. Và hy vọng các bạn sẽ thành công nha. Rồi, cảm ơn các bạn tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Không biết nói thế nào đây, chắc mọi người cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của mình trong lúc này. Mình đóng vai trò là một người mai mối mười mấy năm nay rồi. Mình không muốn những cái gì nó xảy ra trên sân khấu làm tổn thương một cái tinh thần một người nào đó. Đặc biệt là con gái. Đặc biệt là những người phụ nữ, một cái tinh thần trong veo chưa có va chạm tình yêu nào cả. Nó bị quay xe 360 độ vậy. Nhưng mà cuộc sống cần phải nên có những điều đó. Chúng ta cần vấp ngã và đứng dậy đi. Biết đâu chúng ta sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống. Bạn muốn họ luôn luôn muốn chứng kiến những cái nút bấm bằng cả trái tim của mình. Luôn luôn muốn các bạn sẽ nắm tay nhau ra về. Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là những câu chuyện như thế, thật là bất ngờ. Thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình với con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Quyền Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định.
thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em để đây luôn. Như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay em ở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Ừ, vâng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Thế là em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó? Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè mạnh, nhưng mà vâng, điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó, cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lừa dối mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư á, là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện thứ ba xong á, em cũng không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó. Để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau vậy đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi, tức là em 4 mối tình đều không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đợi... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà phải có đạo đức đàng hoàng. Lý lịch rõ ràng. Đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng, bà mối của phỏng vấn là lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Ừ. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ. Bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. À. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô hả chú? Dạ, tôi là bố cô Đào Văn Tốt. Hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu. Thì nó đăng ký trong ban tổ chức. Thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây
thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó. Chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái dạ. cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi. Cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi. Cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha. Có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật. Với lại là phải yêu thương em kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng. Tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được. Anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm. Lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là thì, mình ở đâu thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình để gặp em bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Đấy thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin á. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề có ý định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Quen rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. À, vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy ở đây, em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn. Đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tôi nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu để xem là cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á. Thì anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó. Thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy. Về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ. Đấy thì là... Dạ anh biết. Mấy anh chị cũng anh thì cũng hối nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh xuống liền tổ chức nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên triền dốc
nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát chỉ nhiêu đó thôi. Hai, vào ghế đi nào. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau, phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa, để về mình xịt nước hoa mỗi ngày, để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ